Ngọc Lan xúc động khi lần đầu tiên nhận món quà 8 tháng 3 của ông xã Thanh Bình và con trai cưng. Nữ diễn viên vô cùng thích thú và xúc động khi nhận được món quà 8 tháng 3 siêu đặc biệt của ông xã Thanh Bình cùng con trai lô yêu. Như mọi bà mẹ khác, 8 tháng 3 là dịp mà Ngọc Lan cũng háo hức mong chờ những món quà từ ông xã mình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Mặn Hơn Muối vừa chia sẻ hình ảnh món quà đặc biệt của chồng và con trai mình. Ngọc Lan viết, hôm nay đi làm cả ngày về, ba lô yêu bảo, mẹ mở tủ lạnh lấy giùm ba rổ rau. Và thật sự trong tủ lạnh chả có rổ rau nào mà chỉ có hộp cúp khác này. Mình nghĩ trong đầu, eo ôi, chỗ nào bán bánh mà nó xí thế. Mình mới cầm hộp bánh ra hỏi, ủa bánh của ai vậy, giọng hoang mang. Thế là ông lô yêu lon ton chạy thật nhanh ôm mình nói, bánh lô yêu làm bánh có ba. Ổng nói kiểu rất tự hào và khoe khoang chiến tích. Và bây giờ thì mình hoang mang thật, quay qua nhìn, thấy ông chồng tủm tỉm cười, quà 8 tháng 3 của hai cha con tặng mẹ. Hai cha con đi học làm bánh cả buổi để làm tặng mẹ. Xí 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 thì ra là lừa tôi. Kêu mở tủ lạnh đồ, làm bất ngờ đồ làm tôi khóc. Nói chứ xúc động lắm. Lô yêu đã lớn tròn 25 tháng, biết nói được câu 5 chữ, biết mét, biết tâm sự, biết nịnh và biết cùng ba làm điều bất ngờ cho mẹ. Hôm qua vì Lưu Yêu chỉ học nửa ngày nên sau khi đón con, Thanh Bình vội vàng đến lớp học bánh và chuẩn bị món quà 8 tháng 3 cho vợ. Anh chia sẻ, năm nào cũng tự đi mua quà cho Lan, nên năm nay mình muốn dành tặng cho vợ một bất ngờ nho nhỏ. Đặc biệt hơn từ nay, các ngày lễ là có thêm một anh con trai trong nhà đồng hành nên đỡ mệt. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, hai ba con đã làm được những ly cúp khác vô cùng dễ thương và đáng yêu. Mới hơn 2 tuổi nhưng con trai của Thanh Bình Ngọc Lan rất hiếu động và nhanh ý. Cậu nhóc nhanh chóng làm theo hướng dẫn của ba và tỏ ra thích thú khi được cô giáo chỉ dạy từng bước tận tình. Thi thoảng, khi đánh trứng hay khoái bột, cậu nhóc còn tinh nghịch làm trò với ba mình và cười sảng khoái. Từng bước được ba và cô giáo chỉ, Lưu Yêu đều hoàn thành tốt và nhanh chóng làm được những chiếc bánh cúp khác đầu tiên tặng mẹ. Nam diễn viên cho biết vợ chồng anh quan điểm sẽ làm mọi thứ vì con, lớn lên cùng con, xem con là bạn, nên luôn muốn con được trải nghiệm những điều tuyệt vời xung quanh cuộc sống. Thanh Bình cũng chia sẻ trong gia đình anh là người nghiêm khắc và khó tính với con trai nhất. Nhưng cậu nhóc lại thích chơi với ba nhiều hơn các thành viên trong nhà. Đang ở tuổi tập nói nên Lưu Yêu luôn có một vạn câu hỏi vì sao với ba mẹ. Cô chú trọng gia đình, nam diễn viên cũng thấy an tâm khi chọn cho con mình một môi trường an toàn tại quận 2. Từ khi đi học, Lưu Yêu ngoan hơn, biết vâng lời và luôn tỏ ra quan tâm người khác. Ở trường, cô giáo cũng cho biết cậu bé rất hiếu động và hòa đồng với bạn bè, biết dỗ dành bạn khi bạn khóc và luôn vâng lời cô giáo. Chính cú lừa ngọt ngào của chồng khi mở tủ lạnh lấy rau nhưng lại nhận được hộp bánh khơm mát từ ông xã và con trai đã khiến Ngọc Lan xúc động. Cô dành cho chồng lời yêu thương chân thành. Cảm ơn ba Lưu Yêu, cảm ơn vì anh vẫn yêu em như ngày nào. Cảm ơn anh vì đã đào tạo một ông nhỏ biết ga lăng và sống rất tình cảm. Ngày nào ổng cũng nói yêu mẹ, đêm nào trước đi ngủ cũng chúc thiếu điều hết cái phường ăn phú ngủ ngoan rồi mới ngủ. Ngọc Lan thích thú về những chiếc bánh ngọt ngào đầu tiên mà con trai dành tặng. Cô bảo đây là những chiếc bánh ngon nhất mà cô từng ăn vì nó chứa đựng tình yêu của chồng con. Nữ diễn viên cũng cho biết, Lưu Yêu chính là thổi nam châm thu hút mọi thành viên trong gia đình xích lại gần nhau hơn. Dù đi đâu làm gì, mọi người trong nhà đều tranh thủ về sớm để chơi cùng cậu nhóc. Ở tuổi tập nói, cậu nhóc luôn thắc mắc với ba mẹ và cô chú mọi vấn đề từ sáng đến tối mà không biết mệt. Thành quả đáng yêu của hai cha con Thanh Bình và Lưu Yêu.